Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm rẻ và hiệu quả sử dụng rất cao. Đây là chiếc máy hút bụi Dema. Đó, các bạn thấy chưa? Sản phẩm này mình mua trên Shopee với giá là 500.000 nha các bạn. Đây là một cái đầu hút của nó. Mình đã sử dụng khoảng vài tháng rồi cho nên nó hơi cũ nha các bạn. Bạn thông cảm nha. Rồi, mình sẽ review sản phẩm chính ha. Đây, sản phẩm chính của chúng ta là một cái máy hút bụi đa năng ha. Đây. Khi chúng ta bật lên thì nó sẽ hút như vậy nè, đó. Và cái lực hút của nó là tương đối mạnh nha các bạn. Tương đối mạnh. Cái sản phẩm nó thì rất là dài nha. Rồi, các bạn lưu ý đây là sản phẩm mà cắm dây điện ha, chứ không phải là xài pin ha, cho nên có thể là có chút vướng víu trong quá trình sử dụng, nhưng mà được cái là nó giá thành nó rẻ, khoảng 500.000 thôi. Thương hiệu con của Xiaomi, thương hiệu Dema ha. Sản xuất những cái sản phẩm mà gia dụng công nghệ cao á, giá thành rất là rẻ nhưng mà chất lượng thì mình phải nói là khá tốt đó. Đây chúng ta sẽ có một cái cây nối dài nè, và cái cây này chúng ta có thể tháo ra được ha. Cách tháo ra sao mình quên rồi. Đây. Đó. Đây chúng ta tháo ra nè. Để lâu không tháo cho nên nó hơi cứng nha các bạn. Đây, tháo ra rồi nè. Đó. Khi mà chúng ta có thể cầm như vậy nè, và để làm hút những cái không gian hẹp á, chúng ta cầm gì. Còn khi mà hút ở dưới sàn nhà thì chúng ta sẽ gắn vô ha. Gắn vô rất là đơn giản thôi. Ta sẽ đút vô như vậy. Đó. Rồi chúng ta khóa cái này lại. Xong. Rất là chắc chắn. Đây, sản phẩm chính của chúng ta thì có độ dài là khoảng là 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 1m3 nha các bạn. Thì cầm rất là vừa tay luôn ha. Cầm rất là vừa tay. Và nè, cái đầu này nó có thể xoay qua xoay lại nè, đưa lên đưa xuống nè. Đó, đưa lên đưa xuống này chúng ta đẩy hút rất là tiện lợi luôn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái có thể tháo cái này ra nè. Đó. Đây, gắn cái này vào để mình sẽ có thể hút những cái kẹt á, như ví dụ như những cái kẹt như này nè. Đó, kẹt bàn rồi nè, mình sẽ hút nè. Đó, những cái chổi này nó sẽ làm buông cái bụi lên, và lực hút nó sẽ hút cái bụi vô trong này ha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái khay lọc bụi, để bụi nó sẽ nằm ở trong này. Đây, mở ra cho các bạn xem. Cái này mở ra để vệ sinh, và những lúc mà bụi đầy á, chúng ta sẽ mở ra để lấy bụi ra rồi mới hút tiếp được nha các bạn. Đây, rất đơn giản, phải bấm cái nút này nè, rồi nó sẽ buông ra ha. Thì trong đây chúng ta sẽ có 2-3 cái lớp lọc ha. Đầu tiên là lọc những cái gác bự, mình mở ra cho các bạn xem nè. Cái này có thể lấy ra vệ sinh dễ dàng ha nè. Có cái cây này chúng ta giật mạnh lên là nó ra ha. Đây, thì cái bụi đầu tiên hút nó sẽ vào đây nè. Rồi sau những cái bụi mà nặng á, nó sẽ rớt xuống theo cái đường rãnh này, nó rớt xuống cái khay dưới này, nó sẽ nằm đầy và nó không lên được ha. Và những lưu ý là này, những cái lỗ này là bụi bẩn nó có thể qua được, thì chúng ta sẽ dùng cái miếng bông này để lọc lại bụi bẩn này, các bạn thấy không, bụi bẩn nó sẽ nằm lại ở đây. Vậy chứ khi mà nó bị nhiều bụi quá thì nó sẽ không khí nó không lưu thông qua được. Chúng ta phải đem ra chúng ta rửa cho nó sạch hay giặt cho nó sạch rồi mới hút được tiếp ha các bạn. Lưu ý ha. Rồi giờ mình sẽ gáp lại để gáp lại cũng đơn giản thôi, nó có cái kẽ chỗ này nè. Đó, các bạn để vô ngay cái kẽ này. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ gáp lại. Gáp lại cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ quay lại cái chiều này ha. Rồi, có cái chốt cái này nè, chúng ta để vô đây. Để vô đây rồi chúng ta sẽ ấn mạnh vô. Đó, rồi, vô là vô rồi đó, cứng nhắc lại các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ hút bụi thử cho các bạn xem. À mà lưu ý một vấn đề đó, cái máy này nó sẽ rất nóng lên, khi các bạn hút khoảng 5 đến 10 phút thì nó sẽ rất nóng và nó sẽ tự ngắt điện cho đến khi nào máy nguội hẳn thì nó mới được hoạt động trở lại nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vô và hút thử cho các bạn xem ha, một số bụi cát và lá cây ha. Đây mình sẽ để một cái ít lá cây và bụi ha, bụi nhỏ rồi đó, tí tí. Rồi mình sẽ cắm điện vào. Sorry các bạn nha, cái công tắc nó bị mở lên sẵn á, cắm điện vô nó chạy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn xem ha, cho cái độ hiệu quả của nó tới đâu ha. Đây, rất là sạch sẽ luôn nha các bạn. Nó hút vô đây hết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử thêm một lần nữa ha. Đây mình có hút cát rồi lên nè, đó. Đó. Cát rồi lá cây có đủ nha các bạn, rồi mình hút cho các bạn xem nha. Rồi sạch trơn, không còn gì hết, nó đã nằm trong đây hết rồi, rất là hiệu quả. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái đầu kia vô và hút cho các bạn xem ha. Đó, mình để cát với lá cây đó. Rồi bây giờ mình sẽ hút xem cái này nó có êm không ha, tại vì cái này là lực hút thì nó sẽ mạnh hơn, tại vì nó cái khay cái lỗ nó nhỏ nó sẽ hút vô mạnh hơn, nó thích hợp để vệ sinh những cái viền cửa này kia đó các bạn. Kéo qua một cái là sạch hết các bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. Đây tất cả những bụi bẩn nó nằm trong đây hết này các bạn, tại vì nãy mình mới rửa cho nên nước nó đọng lại nhìn không có rõ phía sông á. Các bạn xem giúp mình ha. Đây rồi, cái máy hút bụi này giá rất là rẻ và giá trị sử dụng rất là cao ha. Khi mà các bạn có vệ sinh nhà cửa thì cái này hút lên những cái chỗ mà cao, những cái khe cửa, những cái nơi mà cao á thì cũng rất là tốt đó. Này, cái bụi bám lâu ngày á, cái chỗ này nó sẽ đánh cho bông ra và nó sẽ hút vô, và các bạn quét qua một lượt, quét là một lượt nữa là bảo đảm các bạn rất là sạch luôn. Rồi ngoài ra thì nó sẽ hút được rất nhiều thứ khác nữa. Các bạn nếu mà có nhu cầu mua thì lên Shopee hoặc là Lazada, Sendo gì đó, các bạn đặt hàng về ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video, chúc bạn ngày làm việc vui vẻ ha. Xin chào các bạn.